Stickman, keep light. Okay, let's go. Okay, vào tiếng tiếp theo, Evino, let's go. Và trong tựa game này thì các bạn sẽ phải tìm cách để thoát khỏi nơi đây, thoát khỏi sự bám đuổi của bà Evinu. Đây là một đoạn dây điện, lối dây điện vào lọc. Ok. Sau đó thì các bạn sẽ mở cánh cửa đây ra và tiếp tục vào trên căn phòng này. Các bạn sẽ dùng chiếc chổi để lấy được một món đồ. Đó là một chiếc chìa khóa và các bạn sẽ có thể phá trong được ra để lấy chiếc chìa khóa này. Không biết bà ta đang ở đâu rồi. Wow, bà ta có thể đang gần đây. Ok, let's go.
emergency passport. Let's go. I see you.
Trong cái game này thì các bạn sẽ phải đi xung quanh để tìm tất cả 8 tờ giấy. Và khi đủ 8 tờ giấy thì lúc đó các bạn sẽ hoàn thành được cái này. Ok, rồi. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái game tiếp theo. Scary Teacher 3 đây. Should I wear to the masquerade party? Of course, I can look good in everything. I'm definitely the best chef in the world. Ha 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 ha
Đi đường nào chết luôn. Ok. Và mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Sẽ phải đi tìm tất cả những bức ảnh được ở trong ngôi nhà này. Các bạn sẽ phải đi tìm và sau đó thì sẽ gắn vào đó để lấy được một chiếc chìa khóa. Các bạn sẽ xuống dưới tầng hầm trong ngôi nhà này và khi đó thì các bạn sẽ tiếp tục tiến sâu vào và hoàn thành được cái này. Ok, rồi. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Điều rồi. Lấy công.